Mời chị đã quay trở lại với kênh YouTube của điện máy EcoMax. Trong video hôm nay, EcoMax sẽ soạn cho anh chị hai dòng bếp từ đơn đến từ thương hiệu của Zunge với mã sản phẩm là CAZ-105 và sản phẩm của Nagakawa với mã sản phẩm NAG0713. Đầu tiên về để giống nhau thì hai sản phẩm đều sẽ sử dụng là mặt kính ceramic nhé, chị nhé. Mặt kính ceramic và nút điều khiển ra nút cảm ứng cùng với giải nhiệt ở đây. Giải nhiệt đây anh chị này, để có thể tăng giảm nhiệt độ ở hai giải nhiệt này. Tiếp theo thì hai sản phẩm sẽ đều có quạt gió, anh chị nhé, đều có quạt gió ở dưới nhé và bốn chân đế để chống trơn trượt trong quá trình mình sử dụng. Về điểm khác nhau thì sản phẩm của Nagakawa thì sẽ được có công suất là 2200W, còn với sản phẩm của Zunge sẽ có công suất là 2000W. Với sản phẩm của Zunge thì sẽ có thêm chức năng inverter tiết kiệm điện cho anh chị trong quá trình mình sử dụng. Còn với sản phẩm của Nagakawa thì anh chị sẽ được tặng thêm một cái chất nồi đi kèm như thế này khi mua sản phẩm. Và đó là những điểm giống nhau và khác nhau của hai sản phẩm này. Tại EcoMax thì hai sản phẩm đang có giá sinh nhau khoảng gần 300.000 và đang có giá là dưới 2 triệu. Để đặt mua sản phẩm hoặc cần hỗ trợ thêm về thông tin gì, anh chị liên hệ hotline bên trên hoặc có thể comment ngay dưới video này để được hỗ trợ. Cảm ơn anh chị đã xem hết video hôm nay. Hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.